Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án khai thác chui hàng triệu tấn than xảy ra trên địa bàn. Đáng chú ý trong vụ án, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị truy tố với khung hình phạt lên đến 15 năm tù. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án khai thác quặng apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội danh rửa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, lợi dụng chức quyền và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số các bị can, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm tại bản kết luận điều tra đề nghị truy tố số 34 ngày 13 tháng 7 năm 2023, mô tả hành vi phạm tội đối với bị can Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thành Dương, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Về nội dung bản kết luận điều tra bổ sung nêu về hậu quả vai trò Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao làm trái công vụ, đã ký các văn bản, tài liệu có nội dung không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật về công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản liên quan đến diện tích 3,77 ha, dự án khách sạn nhà hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, công ty Lilama tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Việc làm này mục đích để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, công ty Apatit Việt Nam và công ty Lilama lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quạng Apatit có giá trị hơn 610 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy công ty Apatit Việt Nam đã thu lợi bất chính số tiền 184,5 tỷ đồng. Công ty Linama thu lợi bất chính số tiền 171 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức do người có chức vụ thực hiện, trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ, làm thất thoát nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quạng Apatit của quốc gia, gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước. Căn cứ kết quả giám định trữ lượng quảng apatit trong diện tích 3,77 hecta thuộc khai trường 18 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ các văn bản tài liệu do bị can Nguyễn Văn Vĩnh ký có nội dung trái quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra xác định hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Vĩnh gây ra từ năm 2012 đến năm 2015. Công ty Lilama và Công ty Abatis Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép 974.000 tấn quặng Abatis các loại có giá trị 312,6 tỷ đồng. Hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh đã phạm vào tội lợi dụng chức quyền, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tài khoản 3, điều 281 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, bị can Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải bản thân bị can đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, đã được tặng huy chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, huân chương độc lập. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng nhiều bằng khen chiến sĩ thi đua. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đề nghị xem xét áp dụng khi quy định hình phạt với tội danh và các tình tiết nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Vịnh khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.